Tối ngày 2 tháng 1, nhóm dự án Rebore Decor tổ chức buổi đấu giá nội thất làm từ rác thải nhựa. Buổi đấu giá là sự kiện thuộc tuần lễ triển lãm nội thất bền vững Rebore Decor From Trash to Treasure 2023. Triển lãm giới thiệu những ý tưởng độc đáo về cách tái chế các vật liệu nhựa thành sản phẩm trang trí nhà cửa và nội thất. Các sản phẩm nội thất được làm từ 100% rác thải nhựa với kỹ thuật gia nhiệt công nghệ Đức, hoàn toàn không có chất phụ gia. Riêng một số loại nhựa có độ nóng chảy thấp sẽ được dùng làm chất kết dính, tùy theo cách gia nhiệt trong quá trình sản xuất. Về quy trình sản xuất, rác thải nhựa sau khi được xử lý sẽ được ép nhiệt thành tấm. Từ tấm đó uốn nắn thành nhiều hình dạng khác nhau để cho ra thành phẩm. Mục tiêu là tạo ra vòng đời khép kín cho sản phẩm. Sau buổi đấu giá gần 20 sản phẩm, ban tổ chức cho biết đã thu được hơn 80 triệu đồng. Toàn bộ chi phí thu được từ buổi đấu giá sẽ được dùng để xây dựng khu vui chơi xanh tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hơn 800 bệnh nhi.